Champions League là giải đấu hội tụ những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và bất ngờ là một phần không thể thiếu của giải đấu này. Vì vậy, Cảm Show sẽ tóm tắt thật nhanh những diễn biến đáng chú ý trong lượt đấu thứ hai vòng 1 diễn ra vào đêm qua. Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk. Chuyến hành quân của Shakhtar Donetsk đến sân Alfredo Di Stefano của Real Madrid diễn ra sớm nhất ở lượt trận đêm qua. Với mục tiêu giữ quân cho El Clasico, Zinedine Zidane đã cất ba cầu thủ quan trọng là Benzema, Toni Kroos và Vinicius Junior trên băng ghế dự bị. Nhưng những toan tính của huấn luyện viên người Pháp chưa kịp phát huy tác dụng thì hàng thủ của đội bóng áo trắng đã tỏ rõ sự lúng túng trong một ngày không có sự chỉ huy của đội trưởng Sergio Ramos. Trước khi hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ đến từ Ukraine đã chọc thủng lưới thi vực của tòa đến hai lần, cùng với một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Varane. Để cứu vãn tình thế, ba quân bài dưới chơi siêu kinh điển sắp tới cũng được Zizou tung vào sân. Sự thay đổi chiến thuật này nhanh chóng phát huy hiệu quả và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 chỉ sau 14 phút đầu tiên của hiệp 2. Thế trận giằng co kéo đến những giây cuối cùng và Federico Valverde tưởng chừng đã cứu vớt được Real Madrid không một cơn ác mộng. Nhưng trọng tài đã nhanh chóng bắt lỗi việt vị. Nhờ chiến thắng quật cường trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Shakhtar Donetsk tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Vì sau đó vài giờ, Inter và Mönchengladbach đã giữ chân nhau trong trận hòa 2-2 tại Giuseppe Meazza. Trận đấu này cũng đánh dấu một kỷ lục buồn của Real Madrid khi đây là lần đầu tiên họ đã thua 3 trận liên tiếp ở đấu trường châu Âu kể từ tháng 9 năm 1986. Còn về Shakhtar Donetsk, họ là đội bóng Ukraine đầu tiên đánh bại được Real Madrid ở đấu trường này kể từ tháng 3 năm 99. Đó là trước khi cả hai cầu thủ của họ ghi bàn trong trận vừa qua ra đời. Menon Solomon sinh vào tháng 7 năm 99, còn Tete là vào tháng 2 năm 2000. Bayern Munich 4-0 Atletico Madrid. Trận đấu đáng chú ý nhất khuôn khổ đêm qua thuộc bảng A diễn ra là cuộc đọ sức giữa Bayern Munich và Atletico Madrid. Đại diện của La Liga hành quân đến sân nhà Allianz Arena của hôm sáng mà không có được sự phục vụ của hai cái tên quan trọng là Diego Costa và Jose Jimenez. Một kết quả có lời cho Bayern đã điều được nhiều chuyên gia dự báo trước. Nhưng nã vào lưới một trong những đội bóng có lối đá kỹ thuật bậc nhất châu Âu đến 4 bàn thắng thì hôm sáng thực sự đã gửi đi thông điệp của mình trong trận hành trình bảo vệ ngôi vương. Kingsley Coman là người mở tỷ số với cú sửa bóng vào góc xa sau khi khống chế được chuyên gia từ Joshua Kimmich một cách gọn gàng. Những phút cuối hiệp 1, Goretzka nhận đôi cách biệt cho đại diện nước Đức với một cú sút trái phá. Đến đầu hiệp 2, tuy nhiên cách biệt đã được rút ngắn sau khi João Felix đưa được bóng vào lưới của Manuel Neuer, nhưng nó đã bị từ chối với tình huống dự bị khá tương đồng như trong trận đấu của Real Madrid. Đây cũng là những nỗ lực đáng kể cuối cùng của những vị khách trước khi Corentin Tolisso đóng sập tất cả mọi cánh cửa hy vọng của họ với một cú nà đại bác siêu phẩm. Coman chính thức chốt sổ với tình huống đua tốc độ và xử lý kỹ thuật trước khi đánh bại John O'Black lần thứ hai ở trận đấu này. Giành chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid hôm sắm tại giải đấu bảng A, vì trước đó ít giờ Red Bull Salzburg và Lokomotiv Moscow đã hòa nhau 2-2 trên đất ảo. Man City 3-1 Porto. Không có gì quá ngạc nhiên diễn ra ở bảng C trong vòng đấu đầu tiên khi Man City có thực lực tốt hơn và thứ họ lo lắng nhất là cách vận hành chiến thuật do Pep đề ra có tốt không, chứ vấn đề không phải là đối thủ nào. Những tình huống truyền hỏng của nước xanh thành Manchester đã mở ra không ít cơ hội cho đại diện của Bồ Đào Nha. May mắn cho họ là các cầu thủ bên phía Porto chỉ một lần tận dụng được để mở tỷ số. Trong tình huống tổ chức tấn công sau đó vài phút của Man City, lộn xộn đã xảy ra trước vòng cấm của Porto và họ phải chịu một quả phạt đền sau khi Pepe phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Sergio Aguero đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu về với vạch xuất phát với một cú đá penalty rất căng. Sự lì lợm trong phòng ngự của các cầu thủ Porto đã không cho phép các cầu thủ Man City tìm ra được bất kỳ giải pháp nào cho đến khi họ được trao một quả đá phạt thuận lợi ngay chính diện khung thành. Ilkay Gundogan đã không bỏ lỡ cơ hội này và không cho thủ môn Mackenzie bất kỳ cơ hội nào cản phá với một cú đặt lòng quá khó chịu. Vừa lên dẫn trước, các cầu thủ Man City chơi thoải mái hơn và điều gì đến cũng phải đến khi tiền đạo vào sân thay người Ferran Torres có một pha xử lý bóng quá tốt sau tình huống phối hợp với một cầu thủ vào sân thay người khác là Phil Foden. Cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải của Torres chính thức khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. The Citizens có thể ăn mừng về chiến thắng này, chiến thắng để mở đầu chiến dịch chinh phục chiếc cúp châu Âu trong một mùa giải mới trước một đối thủ khó chơi hơn so với dự đoán và phần thưởng là 3 điểm và vị trí đầu bảng C. Vì trận đấu giữa Olympiacos và Marseille kết thúc với tỷ số tối thiểu nhưng về phía đội bóng Hy Lạp nhờ bàn thắng muộn của Ahmed Mavoub. Ajax 0-1 Liverpool. Mất Van Dijk trong trận derby Merseyside là một tổn thất quá lớn với The Cop. Vì vậy, nhiều người hâm mộ chú ý theo dõi của trận đấu này chính là cách mà hàng thủ của Liverpool vận hành. Thế nhưng, khi các cầu thủ phòng ngự của Liverpool vẫn chưa kịp mắc lỗi, thì pha khống chế bóng của Nicolas Tagliafico đã dành tặng cho những vị khách bàn mở tỷ số. Các cầu thủ tấn công bên phía Ajax đã rất cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong suốt thời gian còn lại. Tình huống lốp bóng điều nghệ của Dusan Tadic đã đánh bại hoàn toàn Adrian, nhưng những nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vô của Fabinho vẫn kịp giúp Liverpool tranh khỏi một bàn thua. Hay như tình huống dứt điểm xa của Klaassen đầu hiệp 2, đưa bóng chạm cột dọc, làm cho những cầu thủ viên của The Kop phải giật mình. Tỷ số 0-1 cứ như vậy mà được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi trận ấn tượng của Liverpool trước những đại diện đến từ Hà Lan, khi họ đã bất bại trong 7 trận gần nhất, 4 chiến thắng và 3 trận hòa và giữ sạch lưới đến 5 trận. Ở chiều ngược lại,
Ajax mới chỉ thắng được một trong số 7 lần đối đầu gần nhất với những đội bóng Anh ở đấu trường châu Âu với 2 trận hòa và 4 trận thua, tiếp tục không thể thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất kể từ chiến thắng 1-0 trước Tottenham Hotspur ở bán kết lượt đi thuộc khuôn khổ Champions League 2018-2019. Chiến thắng tối thiểu tại Johan Cruyff Arena cũng chỉ giúp cho Liverpool có được vị trí thứ hai của bảng D, vì Atalanta tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng khi đánh bại Midtjylland đến tận 4 bàn không gỡ. Trên đây là những tổng hợp đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai vòng đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League của Cảm Show. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy điều gì thật sự ấn tượng nữa? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở dưới video.